Chúng tôi đến thăm ngôi chùa Giới Minh ở khu núi Ông Trịnh, phường Phố Mỹ, thị xã Phố Mỹ vào. Ngôi chùa rất là khang trang, sạch sẽ, mấy chiếc cốc trên túi, núi, cốc trên núi, cốc ở dưới cũng chẳng có ai tu mấy. Hàng năm không mùa Covid họ đến đây hàng nghìn người để niệm Phật.